Chào các bạn, chúng ta cùng tiếp tục tham quan Festival Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2019. Đây là phía sân sau của Festival. Ở đây thì tập trung chủ yếu là những cây ở tầm đại, tầm trung. Còn những cây mini thì ở phía sân trước. Đấy, chúng ta thấy trên màn hình là những cây xanh, chủ yếu là xanh ở tầm đại, cái xanh rất là lớn. Thế bây giờ chúng ta cùng xuống để tham quan từng cây. Những cây xanh dạng cổ của anh Thành Cà Phê. Cây xanh bám đá rất là lớn, một tảng đá rất là khủng. Chúng ta cùng xem lại tác phẩm cây sung. Cây này có tên là Ông Bụt của anh Đình Mạnh. Cây này chúng ta đã được xem ở những video trước, và hôm nay chúng ta xem tại cái này với một tâm thế rất là khác. Cây này rất khác ở những video trước. Chi dăm tay cành được anh làm uốn nắn cẩn thận hơn, bông tán làm chi tiết hơn, cụ thể hơn và tỉ mỉ hơn. Chúng ta cùng xem lại bộ đế của cây sung này. Phân nổi lên những khối u sần, dấu ấn của thời gian. Cây sung này có 102. Cây sung rất khủng nhưng rất đẹp, dáng thế rất đẹp. Đấy, góc bồ ngoan chỉ. Chúng ta cùng ngắm nhìn bộ đế và thân của cây xanh này. Cây xanh này được chủ nhân chế tác, tạo dáng rất là cầu kỳ. Chủ nhân đã cố tình tạo nên những cái vết sẹo. Làm cho cái thân cây được đẹp mắt hơn. Cây có vẻ như già dặn hơn. Có một điểm chung ở đây, đó là những cái cây xanh ở đây thì là đều là những cây rất lâu năm tuổi. Đấy. Và người ta cũng rất là thích chơi những cây như là cây cổ, dạng cây mà có tuổi đời từ vài chục năm cho đến hàng trăm năm tuổi. Đấy. Chúng ta quan sát cây xanh, thân rễ đều thể hiện lên một sự giàn mua. Cây này nói về giá trị kinh tế là rất cao các bạn, đắt tiền đấy. Chúng ta cùng xem cây me trực. Cây me có đường thân mềm mại, tay cành uốn lượn, rất đẹp. Cây này là của nhà vườn Thành Công Kỳ Viên. Chủ nhân là anh Nguyễn Trọng Thành, trong những đại gia chơi cây của Hà Nội. Xanh trắng, cây me trắng trực rất đẹp. Chúng ta lại tiếp tục đến với những cây xanh tiếp theo. Cây xanh chúng ta xem là một cây xanh rất khủng, được tác giả phối cảnh rất là hài hòa. một bên tòa tháp. Đấy, bên này là chùa. Những phụ kiện phối cảnh để tạo nên vẻ đẹp cho cây. Cây này tác giả đặt cho tên cho nó là cây hồn Việt. Chủ nhân anh Khoa Sắt. Chúng ta cùng đi vòng quanh một vòng. Để thay đổi không khí thì chúng ta cùng đến để xem một cái cây, đó là cây sữa. Chúng ta biết là cây sữa có mùi hoa đặc trưng và nó cũng là cái mùi đặc trưng của Hà Nội. Mỗi khi thu đến đông về, mùi hoa sữa rất thơm và nó đã đi vào dân ca, ca dao, những bài hát hát về Hà Nội. Đấy, đây là cây hoa sữa, tác giả là Trương Công Vĩnh. Cây giáng trực và đặc biệt cây này có bộ đế rất đẹp, rất cuốn hút. Đấy, chúng ta xem bộ đế của cây hoa sữa. Cây nhỏ giáng trực nhưng rất đẹp. Ở đây mình có cây rau cải. Còn bên cạnh đó là cây si. Đây là thuộc về cây si cổ. Rồi. Và đây lại là xanh các bạn ạ. Đấy. Cây xanh rất đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhấn đăng ký và nhớ chia sẻ người khác cùng xem. Và mình rất mong các bạn tiếp tục theo dõi những video tiếp theo về Festival Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội lần này. Xin cảm ơn.